Mặc dù báo Thanh Niên từng nhiều lần phản ánh, nhưng đến nay nhiều bãi giữ xe ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngang nhiên chặt chém khách hàng. Ngày 12 tháng 1 năm 2018, một ngày sau khi Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh phát đi văn bản do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 ký, yêu cầu Ủy ban Nhân dân 10 phường trên địa bàn giải tỏa trắng các bãi giữ xe không có giấy phép. Đối với các điểm giữ xe có giấy phép được cấp cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc, quận cũng yêu cầu phải đình chỉ ngay hoạt động để có hướng xử lý phù hợp. Văn bản được phát đi, nhiều phường cũng đã sốt sắng dẹp bỏ các bãi giữ xe trái phép trên vỉa hè. Tuy nhiên, vì nguồn lợi khủng mà nhiều bãi giữ xe ở khu vực trung tâm quận 1 vẫn hiên ngang hoạt động, chặt chém khách hàng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, trên đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, có hai bãi giữ xe với diện tích hàng trăm mét vuông với bảng chữ giữ xe 24/24. Trong hai bãi này, xếp kín hàng nghìn xe. Do ở vị trí đắc địa, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, nên cứ khoảng từ 5 đến 7 phút lại có một lượt xe vào gửi. Chúng tôi dắt xe vào gửi thì được nhân viên ở đây hướng dẫn, nhét xe, làm sao tiết kiệm diện tích nhất có thể. Trên vé xe mà nhân viên ở đây đưa cho chúng tôi không có in bất cứ tên công ty, tổ chức nào. Gửi khoảng 10 phút, chúng tôi vào lấy xe ra thì một phụ nữ ở đây đòi 7.000 đồng. Các bãi giữ xe này tận dụng cả vỉa hè ở đường Tôn Thất Thiệp để dừng xe máy, lấn chiếm lề đường. Tiếp đó, chúng tôi đến gửi xe ở một bãi giữ xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng, góc Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé. Trong bãi rộng khoảng 300 mét vuông này có hàng nghìn xe máy, thậm chí các lối ra vào cũng bị xe máy nêm chặt. Tương tự như các bãi xe tại đường Tôn Thất Đạm, vé xe ở bãi này cũng không ghi đơn vị hay tổ chức nào. Giá gửi xe ở đây là 10.000 đồng. Chúng tôi thắc mắc giá cao thì nhân viên ở đây cho biết giá này đã được áp dụng cả năm nay. Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, chúng tôi đến đường Nguyễn Văn Chim, phường Bến Nghé và ghi nhận tại đây cũng có một bãi giữ xe với cả trăm xe máy. Giá vé ở đây là 5.000 đồng một lượt. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các bãi giữ xe máy chỉ được phép thu từ 3.000 đến 4.000 đồng một lượt, nhưng các bãi xe được nhắc trong phóng sự này đều thu từ 5.000 đến 10.000 đồng một lượt. Đáng nói, trong năm 2017, báo Thanh Niên từng nhiều lần phản ánh về tình trạng các bãi giữ xe chặt chém ở đường Tôn Thất Thiệp, Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1, nhưng đến nay, tình trạng này lại tái diễn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.